Thế nhưng mà chiến đấu là một chuyện, thì quản lý đất nước lại là một câu chuyện thứ hai. Taliban đã đạt được những cái tiến bộ khi mà đã càn quét tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Bình luận Quốc tế. Và kính thưa quý vị, hơn một năm kể từ tháng 8 hỗn loạn năm 2021, hiện nay Taliban được cho là vẫn đang nỗ lực để ổn định xã hội và giúp Afghanistan ra khỏi cảnh nghèo đói. Vậy hơn một năm qua, Taliban đã làm được gì và chưa làm được gì? Thì hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay luật sư Hoàng Việt để cùng chúng ta thảo luận về vấn đề này. Ngọc Mai xin kính chào luật sư ạ. Dạ vâng, xin chào Ngọc Mai. Dạ vâng, hôm nay cũng là một trong cái dịp mà đầu năm mới, cho nên là ngày mai cũng muốn gửi đến luật sư cũng như là quý vị khán giả một lời chúc đầu năm mới thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn đạt được nhiều thuận lợi trong công việc cũng như là cuộc sống của mình. Vâng, xin cảm ơn Ngọc Mai rất nhiều. Dạ vâng, thưa luật sư, câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn gửi đến ông đó là trong hơn một năm kể từ khi mà Taliban nắm quyền thì Afghanistan vẫn ở trong đống đổ nát và hơn 90% dân số thiếu lương thực và nạn đói thì vẫn đang hoành hành. Thì không biết là ông nhận định như thế nào về cái tình hình này? Dạ vâng, thì cũng đúng như là Ngọc Mai có nhắc tới là chính quyền của Taliban bắt đầu tràn vào thủ đô Kabul và chiếm quyền kiểm soát trên toàn bộ đất nước Afghanistan vào khoảng giữa tháng 8 năm ngoái. Và cho đến tháng 8 năm nay, năm 2022 đấy, thì đã một năm, và cho đến bây giờ thì đã hơn một năm trôi qua. Hơn một năm trôi qua thì cũng cơ bản tất cả mọi sự đều như vậy. Tức là trước đây người ta đã thấy điều đó rồi. Chúng ta còn nhớ là trước khi mà Mỹ mở cuộc tấn công Al-Qaeda và sau này và tấn công vào trực tiếp vào Afghanistan đó, thì Taliban cũng đã nắm quyền kiểm soát một phần của Afghanistan. Và lúc này thì họ đã đưa ra một cái chính sách của cái Hồi giáo cực đoan của họ. Và sau này cũng vậy. Chúng ta đã thấy những hình ảnh khi mà những cái người lính Taliban tràn vào trong thủ đô Kabul hồi tháng 8 năm ngoái đấy. Thì hầu hết những người lính đều là những người lính chân đất và cầm súng vào ngồi trong cái dinh tổng thống của Afghanistan tại thủ đô Kabul. Và cho đến nay thì những cái câu chuyện này vẫn liên tục tiếp diễn, tức là Taliban vẫn quyết tâm cai trị bằng bàn tay sắt với một cái chính sách hà khắc và thông qua cái bộ máy quản lý, đó chính là các chiến binh, các sinh viên của Hồi giáo cũng như là các trường đại học Hồi giáo của họ. Và với cách quản lý như thế thì rõ ràng là đất nước Afghanistan khó có thể mà phát triển được. Chưa kể là Taliban chúng ta biết là với tất cả những cái chính sách của Taliban thì khiến cho phía nước ngoài họ đã ngăn cản tất cả, vẫn cấm vận Taliban, và những cái dòng tiền mà cứu trợ Taliban cũng được về rất là nhỏ giọt. Cho nên là cái nền sản xuất trong nước thì không phát triển được, bởi vì là có rất nhiều những cái vấn đề, trong đó bản thân thì mất mùa thiên tai, năm vừa rồi thì dịch bệnh, rồi chưa kể với cả những cái vấn đề về không biết sử dụng hết cái nguồn lực. Taliban thì luôn luôn là không coi trọng cái vai trò của phụ nữ trong xã hội, cho nên là khiến cho cái nền kinh tế Taliban chìm sâu vào khủng hoảng. Và như Ngọc Mai có nhắc tới đấy, một cái báo cáo của Tổ chức Liên Hợp Quốc cho biết là khoảng 97% những người Taliban bây giờ, dân số Taliban đang ở trong tình trạng đói nghèo, và trong số đó khoảng 25 triệu người là tình trạng dưới tình trạng đói nghèo. Và trong cái số đó có khoảng gần 10 triệu trẻ em. Và đây là một cái điều mà rất là nguy hiểm, bởi vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều cái tương lai phát triển của Afghanistan. Dạ vâng, có thể thấy là về cái vấn đề kinh tế thì ở Afghanistan cái con số thống kê nó đang ở cái mức đói nghèo vô cùng khủng hoảng. Thế nhưng mà về mặt an ninh thì có một vài cái đánh giá cho rằng là Taliban đã đạt được những cái tiến bộ khi mà đã càn quét tổ chức nhà nước Hồi giáo IS cũng như là hợp tác với các nước ở biên giới để bảo vệ cái vùng biên giới và chống buôn lậu, buôn vũ khí cũng như là chống cái nạn buôn người, và xã hội nó có vẻ như là đã ổn định hơn. Và cũng như là luật sư đã nói là chính sách cai trị của Taliban đó là cai trị bằng sắt và máu.
Vậy thì có vẻ như là nó sẽ giúp cho những cái tổ chức phạm tội không dám hoành hành. Thì ông nghĩ như thế nào về cái nhận định này? Đây là một cái điều mà cũng khó nói. Nhưng phải nói rằng thế này này. Thứ nhất là những cái tội phạm nhỏ thì có lẽ là sẽ bị giảm. Ví dụ như là Taliban đưa ra những cái chính sách hà khắc, mại dâm chẳng hạn, là sẽ giết chết. Những người kẻ trộm móc túi, ngày xưa Taliban đã làm áp dụng rồi. Tay nào móc túi, đưa tay lên, chặt tay đó. Thì chắc chắn là những cái chuyện đó sẽ giảm. Nhưng mà còn cái mức độ tội phạm giảm hay không thì chưa chắc. Bởi vì bản thân Taliban cũng đã bị cáo buộc là dính vào rất nhiều những hoạt động tội phạm. Chúng ta đã thấy là cái nền kinh tế của Taliban gần như là không có cái gì để những cái nguồn lợi nào để thu thuế. Thì họ bắt buộc họ phải tìm cách, họ phải có những cái hoạt động khai thác. Trong đó đã bị cáo buộc kể cả khai thác ma túy. Thế còn chưa kể là cái câu chuyện tội phạm. Thì hồi tháng 7 năm nay, ngày 26 tháng 7, thì đã có một cái giống như một cái hội nghị của hơn 20 quốc gia cùng nhóm họp. Và trong đó cùng nêu cao cái quan điểm là chống lại tội phạm, đặc biệt là tội phạm khủng bố. Và Taliban khi mà nắm quyền hồi tháng 8, thì Taliban cũng đã rất mạnh mẽ cho rằng tháng 8 năm ngoái đấy, thì Taliban cũng khẳng định là Taliban không có liên quan tới những tội phạm khủng bố, đặc biệt là Al-Qaeda. Nhưng mà chúng ta thấy là chỉ sau cái hội nghị đó một tuần, cái hồi 26 tháng 7 năm 2022 đấy, thì phía Mỹ đã dùng máy bay không người lái để tiêu diệt một cái thủ lĩnh quan trọng của Al-Qaeda là Zawahiri ngay trên cái một thành phố lớn của Afghanistan. Và ông ta đang sống đường hoàng một cách đường hoàng ở đó. Thì điều đấy cho thấy là những cái cam kết của Taliban về cái vấn đề khủng bố nó dường như không có trong thực tế, chỉ là tuyên bố. Và cái điều này cũng dấy lên cái sự lo ngại của toàn bộ thế giới. Vì trước đấy người ta đã lo ngại cái chuyện là nếu Taliban trở lại, Taliban là một cái bên mà hỗ trợ mật thiết cho cái lực lượng khủng bố Al-Qaeda, mà cái lực lượng mà đã gây ra cái cuộc khủng bố tấn công vào tháp đôi của nước Mỹ năm 2001 đó. Thế thì rõ ràng là những cái tội phạm mà nhỏ thì có thể giảm, nhưng mà những tội phạm lớn thì chưa chắc. Và đặc biệt một cái điều là gì? Trong tội phạm học trên thế giới người ta giải thích, nếu mà muốn giảm được tỷ lệ tội phạm, không phải chỉ sử dụng biện pháp là khắc nghiệt, hà khắc, tàn bạo, mà quan trọng là phải nâng cao đời sống của người dân và nâng cao cái nhận thức của người dân, thì tự khắc cái tỷ lệ tội phạm nó sẽ giảm. Chúng ta thấy trong lịch sử đấy, những cái quốc gia mà Hồi giáo luôn luôn có những hình phạt giết người, tử hình một cách tàn khốc. Chẳng hạn như những cái tội mà ngoại tình là có thể ném đá đến chết. Nhưng mà cũng không có nghĩa rằng nó sẽ khiến cho cái tỷ lệ tội phạm nó giảm đi. Hoặc là chúng ta có thể thấy rằng là trong lịch sử của đất nước Trung Quốc chẳng hạn, thì Trung Quốc đã là cái quốc gia mà có thể sử dụng những hình phạt vô cùng tàn khốc. Ví dụ những cái tội mà có thể động tới hoàng tộc hay là giết vua thì có thể bị tru di cửu tộc, tức là một người phạm tội sẽ giết chết, sẽ bị liên lụy tới hàng trăm người bị giết chết. Và thậm chí là Trung Quốc còn sử dụng cái hình phạt là róc thịt ra, lóc thịt từng miếng ra, và vô cùng là tàn khốc và làm công khai cho tất cả mọi người. Nhưng mà không có nghĩa là không có những người tiếp tục tìm cách lật đổ vương triều. Thì cho nên cái quan điểm mà nói rằng là cái tỷ lệ tội phạm giảm đi thì cũng chưa chắc. Chúng ta đã nói tới cái chuyện mà cái đời sống người dân vô cùng khó khăn, khi mà bao nhiêu người dân, gần như là hầu hết những người dân của Afghanistan đều trong tình trạng thiếu đói, rồi phụ nữ không được đi học, không được có việc làm, và những trẻ em thì không có đủ dưỡng chất. Nếu mà như vậy thì bảo rằng là một xã hội mà không có tội phạm thì điều này chắc là khó xảy ra. Chúng ta lại nhớ lại một cái tình trạng của một cái xã hội, đó là của Khmer Đỏ đã từng lập ra. Thì cũng muốn rằng là xây một cái xã hội không có tội phạm, nhưng mà có lẽ là chính những cái chính quyền đấy lại là tội phạm, chứ không chỉ là những cái câu chuyện khác. À dạ vâng, thưa luật sư, tôi cũng đồng tình với luật sư. Một cái xã hội mà có quá nhiều những cái đau buồn, đau thương, nghèo đói thì không thể nào mà không có tội phạm được. Và thêm một cái vấn đề mà luật sư cũng vừa đề cập đến, đó là cái việc là Taliban đàn áp phụ nữ. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà vô cùng nhức nhối, mà bị cộng đồng quốc tế lên án. Và trong những cái thông tin gần đây thì Taliban cũng đã cấm
phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ và cấm trẻ em gái, cấm nữ sinh đến trường. Và những cái điều này nó tạo nên một cái hình ảnh rất là xấu cho Taliban và khiến cho nhiều nước không dám đến gần Taliban, và thậm chí là các nước không dám công nhận Taliban là đang cầm quyền hợp pháp. Thì ông nghĩ như thế nào về cái điều này? Vâng. Một cái điều quan trọng là có thể Taliban rất giỏi và đã thể hiện được họ giỏi trong cái việc họ chiến đấu. Họ chiến đấu kiên cường trong vòng 20 năm để mà cuối cùng họ vẫn có thể khiến người Mỹ phải rút chân khỏi Afghanistan. Thế nhưng mà chiến đấu là một chuyện, thì quản lý đất nước lại là một câu chuyện thứ hai. Và quản lý đất nước thì cũng phải khiến cho đất nước phát triển. Muốn phát triển thì cũng phải có những cái môi trường nhất định của họ. Chúng ta đã thấy có những cái câu chuyện về kể cả những cái quốc gia mà Hồi giáo khác cũng vô cùng là cực đoan khắc nghiệt, ví dụ như Iran này, thì cái phong trào mà những người ta, đặc biệt là những người nữ giới, đòi hỏi quyền cho nữ giới cũng rất lớn. Thế điều đấy cho thấy là nếu Taliban mà cứ cai trị bằng cái cách này, mà chúng ta đã thấy cái cách cai trị của Taliban mà người ta đã lo ngại từ trước khi Taliban nắm cái quyền kiểm soát tuyệt đối ở trên Afghanistan này. Thế thì đó là cái gì? Đó chính là cái việc mà sử dụng những cái biện pháp cực đoan, và trong đó là phớt lờ những cái vai trò của nữ giới nói chung trong xã hội của Afghanistan lúc này. Thế thì điều đấy thì rõ ràng là nó đã cản trở ngay chính sự phát triển của Afghanistan, và nó cũng ảnh hưởng đến cái sức mạnh của Taliban phần nào. Chính vì vậy cho nên là cho đến nay á, thì cái nền kinh tế thì bị suy sụp, nhưng mà cũng không hẳn chỉ là kinh tế suy sụp, mà những cái mầm mống của khủng bố khác vẫn còn tồn tại. Mặc dù Taliban tuyên bố là họ đã tiêu diệt được cái nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, nhưng mà ngay cả trong lòng của Taliban bây giờ đã có những cái tổ chức, một cái nhánh của IS, người ta gọi là viết tắt là ISK đấy, cũng đã vẫn đang tồn tại. Và họ cũng khoét sâu vào cái câu chuyện này, cái câu chuyện tức là Taliban đang cai trị một cách hà khắc, và họ đang muốn kêu gọi những người dân Taliban, xin lỗi, những người Afghanistan chống lại Taliban. Và ngay cả cái nguy cơ về cuộc nội chiến ở Afghanistan vẫn có thể tiếp tục xảy ra, chứ không chỉ dừng lại là cho đến bây giờ là Taliban đã làm chủ tất cả. Trong cái đất nước Afghanistan là một cái câu chuyện mà cực kỳ phức tạp, bởi vì nó có gồm rất nhiều bộ tộc, và mỗi cái bộ tộc này lại có những cái truyền thống và những cái ủng hộ, cái toan tính chính trị khác nhau. Cho nên để thống nhất được nó là một câu chuyện không hề đơn giản. Chính vì vậy cho nên là với những cái chính sách mà nội trị như vậy, Taliban có thể giỏi trong chiến đấu, có thể kiên cường trong chiến đấu, nhưng mà họ quen chỉ biết quen trong chiến đấu. Và như đã trao đổi ban đầu đấy, những cái người lính thậm chí đi chân đất, cầm khẩu súng ngồi trong cái ghế sofa trong cái dinh tổng thống, thì họ không đủ cái khả năng để họ có thể quản lý đất nước được. Và điều đó cũng đang bộc lộ cái khả năng quản lý đất nước của Taliban. Và điều này cũng dẫn tới là cả thế giới đang lo ngại, và gần như chưa có một quốc gia nào trên thế giới thừa nhận Taliban cả. Dạ vâng, thưa luật sư, và cũng như luật sư vừa mới nói là Taliban rất là kiên cường và kiên quyết trong cái việc mà chiến đấu, và họ cũng rất là kiên quyết trong cái việc mà bảo vệ cái toàn vẹn lãnh thổ của mình. Và Taliban sẵn sàng đấu súng với biên phòng Pakistan khi mà có căng thẳng biên giới xảy ra. Và có thể nói có một cái quan điểm là Taliban tự xem mình là Afghanistan và Afghanistan chính là Taliban. Thì ông nhận định như thế nào về cái điều này? Chúng ta biết là Afghanistan đã có từ rất lâu trước khi Taliban tồn tại. Và mặc dù có những lúc Taliban đã nắm quyền, nhưng mà sau đó lại không nắm quyền nữa, và bây giờ lại nắm quyền trở lại. Thì hiện bây giờ thì đương nhiên là Taliban họ đang nắm chính quyền, nắm nhà nước, thì họ tự cho coi họ là Afghanistan. Nhưng mà như đã trao đổi đấy, lịch sử Afghanistan có từ rất lâu, và không phải là Taliban là có từ lâu như là Afghanistan được. Điều đó, nhưng mà trở lại vấn đề là một mặt mặc dù là Taliban đang nắm quyền thực tế, cai trị thực tế ở Afghanistan lúc này, nhưng mà như đã trao đổi đấy, về mặt quan hệ quốc tế, gần như chưa có một quốc gia nào trên thế giới lại thừa nhận chính thức Taliban là một cái nhà nước đại diện cho Afghanistan trong cộng đồng quốc tế. Đó cũng là một cái thất bại của Taliban đó. Taliban nắm quyền thực tế đấy, nhưng mà không được cái quốc gia nào công nhận. Mặc dù có rất nhiều quốc gia mà ủng hộ, vẫn giúp đỡ Taliban, có những cái duy trì những mối quan hệ nhất định với Taliban, ví dụ như Trung Quốc, như Pakistan. Nhưng mà không có nghĩa là họ đã
thừa nhận. Và bởi vì có rất nhiều vấn đề họ cảm thấy không thể, không ổn được khi mà họ thừa nhận Taliban như là Afghanistan được. Thì đó là một cái chính thức về mặt pháp lý là như vậy. Thế còn rõ ràng là Taliban họ cũng thể hiện cái điều đó khi mà họ cũng phải bảo vệ những cái lợi ích của họ. Và lãnh thổ đây không chỉ là cái câu chuyện về bảo vệ lãnh thổ mà là thực ra là bảo vệ lợi ích. Và cái cách của Taliban luôn muốn thể hiện đó là dùng sức mạnh. Luôn luôn dùng sức mạnh. Cho nên là họ cũng sẵn sàng là sử dụng quân sự đối với cả những cái va chạm khác. Tuy nhiên trong một mức độ nào đó thôi. Chứ còn Taliban cũng phải tính toán. Và rõ ràng là có những cái mà Taliban muốn làm nhưng mà cũng chưa thể làm được. Và nếu trong cái tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra mà Taliban không thay đổi thì rõ ràng là đất nước của Afghanistan sẽ chìm đắm trong đói nghèo, trong lạc hậu, trong cô lập. Chúng ta đã biết là những cái số tiền của chính quyền Afghanistan trước còn lại nó có khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ đã bị Mỹ cùng các nước phương Tây đã phong tỏa nó lại và chỉ cho khoảng 1 tỷ đô la Mỹ tiền viện trợ đổ vào trong Afghanistan để duy trì cái cuộc sống tối thiểu, không để cho nó bị sụp đổ thôi. Và điều này nó có ảnh hưởng rất lớn tới cái sự phát triển của Afghanistan nói chung. Chúng ta đã thấy là tất cả những cái hoạt động buôn bán bên ngoài, ra bên ngoài gần như là không được thực hiện. Nếu vậy thì Taliban lấy nguồn sống bằng cái gì? Cho nên là điều này nó cũng khiến cho Taliban cũng gặp rất nhiều khó khăn nếu Taliban không có những cái hướng khác. Và chúng ta cũng rất là mong muốn rằng là những cái người lãnh đạo của Taliban phải nhìn thấy cái điều đó. Mặc dù họ vẫn có thể giữ được cái chính quyền, cái quyền cai trị ở Afghanistan, nhưng họ cũng phải nghĩ tới cái chuyện là trong cái thế giới toàn cầu hóa như thế này thì cái việc phát triển, duy trì cái sự phát triển và duy trì cái cuộc sống ấm no cho người dân, đó là một điều cực kỳ quan trọng hơn là cái quyền lực của họ. Và điều này khiến cho là nếu mà cái người dân mà Afghanistan có đủ gọi là cơm ăn, áo mặc thì rõ ràng là cái sức mạnh của Taliban nó cũng được rất nhiều hơn. Thế nhưng mà rõ ràng chúng ta đang mong chờ điều đó, chứ còn hiện nay thì vấn đề đó vẫn chưa xảy ra. À, dạ vâng, thưa luật sư. Vậy thì không biết là luật sư có thể đưa ra thêm một vài cái nhận định về tình hình của Afghanistan trong năm mới 2023, cũng như là dự báo cho một và hai năm tới nữa hay không? Nói chung là Afghanistan vẫn trong cái tình trạng chìm đắm trong những cái cuộc hiện nay thì như đã trao đổi đấy. Tức là với những cái chuyện mà để cho người dân đói nghèo và cai trị bằng cái chính sách hà khắc, thì Taliban mặc dù đang nắm gần như tất cả quyền lực trên đất nước Afghanistan, nhưng mà bắt đầu mầm mống của nó đã có những sự thay đổi. Sẽ có những cái lực lượng khác tìm cách để chống lại. Và nếu với cái tình trạng mà cứ để cho người dân nghèo đói và lạc hậu triền miên như thế này, thì chắc chắn là người dân cũng sẽ tìm một cách khác. Và vì vậy nó sẽ dẫn tới những cái cuộc nội chiến trong tương lai của Afghanistan, nhưng nó đã xảy ra rất lâu và nó triền miên giữa các bộ tộc từ bao nhiêu năm nay, kể cả từ khi mà sau khi mà Mỹ đã đặt quân tiến quân vào Afghanistan. Thế nhưng mà những cái sự xung đột này chưa bao giờ chấm dứt. Và điều này cũng cho thấy là báo hiệu trong thời gian sắp tới, hiện nay thì vẫn chưa ai có thể thay thế được Taliban. Nếu có chắc phải một thời gian dài nữa. Và vì vậy cho nên trong thời gian trước mắt thì Taliban vẫn chìm đắm trong đói nghèo, trong cô lập, trong những cái sự lạc hậu. Và chắc chắn là Taliban họ vẫn không muốn thay đổi cái chính sách cai trị một cách hà khắc của họ như bây giờ. Chắc phải qua một thời gian dài, nếu mà họ cảm thấy có những sự thay đổi và có những cái bước thay đổi, hoặc là có những nhân vật mới trong lãnh đạo của Taliban mà thấy rằng là cần phải thay đổi, thì lúc đó mới có sự thay đổi. Thế đấy là nói chung và nói riêng về cái tình trạng của Afghanistan và Taliban. Thế còn đặt trong cái bối cảnh của Trung Đông thì chúng ta biết Trung Đông là một khu vực mà từ xưa đến nay vẫn là luôn như là một cái lò lửa. Bởi vì cái vai trò của Trung Đông vô cùng quan trọng. Trung Đông vừa là một cái khu vực mà cái rốn dầu mỏ của thế giới. Và đồng thời nó cũng là một cái nơi mà hội tụ xung quanh cái khu vực Trung Đông những con đường hàng hải chiến lược, trong đó có những cái eo biển hàng hải chiến lược như là Bosphorus hay là Dardanelles vân vân, hay là cái kênh đảo Suez cũng vậy. Thì những cái con đường hàng hải chiến lược đó đóng cái vai vị trí cực kỳ quan trọng. Và chưa kể là Trung Đông cũng là một cái nơi mà những cái cường quốc đang muốn thể hiện cái quyền lực của mình. Chúng ta biết là sau khi mà phía Mỹ đã rút ra khỏi Afghanistan để tập trung vào trên cái mặt trận của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương,
thì lập tức là Nga và Trung Quốc đã tìm cách thay thế. Mà đến nay thì Nga đã chìm vào cái cuộc chiến ở Ukraine, thì Trung Quốc là một quốc gia đang thể hiện mạnh cái vai trò của mình ở khu vực Trung Đông. Và điều này thì cũng đang là cái việc mà nằm trong cái sự cạnh tranh quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì chúng ta đã thấy là điều này nó cũng sẽ dẫn tới là trong cái thời gian sắp tới thì tình hình Trung Đông nó cũng vô cùng gay gắt và báo hiệu cho cả cái thế giới của chúng ta thấy là những tình hình cạnh tranh nước lớn nó dẫn tới cạnh tranh với các quốc gia vô cùng là khốc liệt. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Hoàng Việt rất là nhiều với những phân tích mà ông đã mang đến trong buổi trò chuyện trong những ngày đầu năm mới hôm nay, để giúp cho quý vị khán giả có thể hình dung được một bức tranh mà đang diễn ra tại Afghanistan như thế nào và cách mà Taliban đang cai trị tại Afghanistan. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Xin cảm ơn Ngọc Mai và xin kính chúc chương trình An ninh Thế giới cũng như là toàn bộ quý vị khán thính giả một năm mới an khang và thịnh vượng. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả đã giữ tín hiệu cùng với chương trình Bình luận Quốc tế và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.